Chào đến toàn thể quý khán giả đang theo dõi kênh truyền thông của Nhịp Đập Guitar. Thưa quý vị, tiếp tục chuỗi review các công trình kiến trúc nhà độc đáo do Guitar Home thiết kế cũng như là thi công trọn gói, thì ngày hôm nay Hồng Phương cùng với đội ngũ truyền thông đang có mặt tại Ứng Hòa, Hà Nội để tiếp tục giới thiệu cho toàn thể quý vị một mẫu công trình vô cùng độc đáo, một công trình nhà vườn mái Nhật 2 tầng mà chúng tôi đã thiết kế cho gia đình của anh Nguyễn Mạnh Hùng. Thưa quý vị, hiện tại thì Hồng Phương đang có mặt tại khu vực cầu phía trước công trình nhà mái Nhật 2 tầng của gia đình rồi. Nhưng mà trước khi đi vào review chi tiết tổng quan phối cảnh của công trình này thì chúng ta sẽ cùng di chuyển vào bên trong để gặp gỡ anh Hùng, lắng nghe tâm tư và chia sẻ về mẫu nhà này. Xin mời quý vị. Quý vị thân mến, ngồi bên cạnh tôi đây lúc này là anh Hùng, chủ đầu tư của công trình nhà vườn mái Nhật 2 tầng tại Ứng Hòa. Dạ em chào anh ạ, em là Phương đến từ bộ phận truyền thông của công ty Nhà Đập Guitar. Ngày hôm nay thì về mừng tân gia của gia đình mình thì em cũng có một vài câu hỏi muốn gửi tới anh cũng như là gia đình ạ. Dạ vâng ạ, câu hỏi đầu tiên là không biết cơ duyên nào đã kết nối anh Hùng với công ty thiết kế Nhà Đập Guitar. Chào em. Dạ. Thì thực ra thì trước khi mình làm nhà ấy là mình cũng đã tìm hiểu rất nhiều kênh thông tin trên YouTube, Facebook, rồi TikTok và Zalo. Thì mình cũng tính cẩn thận lắm. Mà trước đấy một năm là mình xem lại và mình tìm được 3 nhà. Và cuối cùng là cơ duyên là mình chọn là Guitar. Bởi vì sao ạ? Là thứ nhất là mình xem các cái bình luận ở trên các bài viết các bạn ấy đăng, là 100 người thì gần như là 90 người, 95 người là trả lời là tốt, đánh giá tốt, nhiệt tình. Cho nên là mình nghĩ là đã 100 người mà 95 người thì chắc chắn là tốt rồi. Đấy, và đây mọi người cũng trải nghiệm là mình đã là hoàn thành xong công trình rồi. Dạ vâng ạ, Guitar Home thì có rất là nhiều các mẫu thiết kế và không biết lý do gì khiến anh Hùng cũng như là gia đình của mình lựa chọn mẫu thiết kế nhà vườn mái Nhật 2 tầng. Thực ra thì để lựa chọn, cái thứ nhất là phải về sở thích. Đấy, thì mình đã kết cái mẫu nhà này nó cũng lâu lắm rồi. Đấy, và thứ hai nữa là về cái quỹ đất nữa, cho nên là rất phù hợp với cả cái mái Nhật 2 tầng này. Dạ vâng ạ, mẫu nhà vườn mái Nhật thì cũng là mẫu nhà quốc dân được rất nhiều hộ gia đình tin tưởng lựa chọn xây dựng trong năm 2022. Vâng, em cũng được biết là gia đình mình là mới dọn về nhà mới cách đây không lâu. Không biết là sau khi công trình được hoàn thiện thì anh cũng như là các thành viên khác trong gia đình có cảm thấy hài lòng về mẫu thiết kế mà công ty mang đến dành cho gia đình mình không anh? Nhà mình thì mới dọn về đây cũng gần một tháng rồi. Thì qua cái trải nghiệm mà được ở trực tiếp đấy thì mình thấy là công năng rất là phù hợp. Đấy, cái này cũng là từ ý tưởng của khi mình đưa ra với Guitar, và bên Guitar là đã thiết kế đúng theo cái mẫu mà mình thấy là rất hợp lý. Đấy, tầng 1, tầng 2 rồi các công năng các phòng. Dạ vâng ạ, chúng em cảm ơn anh Hùng rất là nhiều. Và ngày hôm nay đến mừng tân gia của gia đình mình thì chúng em thay mặt cho công ty Nhà Đập Guitar có một lẵng hoa tươi thắm cũng như là một món quà gửi tặng anh cũng như là gia đình của mình, và kính chúc gia đình của mình thật nhiều sức khỏe và luôn hạnh phúc ạ. Đấy, anh cảm ơn bên Guitar rất là nhiều và đã giúp anh xây dựng được một ngôi nhà là rất đẹp và thuận tiện cho cuộc sống của mình. Dạ. Quý vị thân mến, sau khi gặp gỡ gia chủ xong thì quý vị cũng như là Hồng Phương sẽ cảm thấy rằng anh Hùng là một người vô cùng tâm huyết với công trình xây dựng nhà mái Nhật 2 tầng này. Hiện tại thì chúng ta đang có mặt tại khu vực cổng chính ra vào của gia đình, và trong tương lai thì gia đình cũng sẽ là bố trí một hệ cổng vô cùng hoành tráng và bề thế tại đây. Di chuyển qua khu vực cổng chính ra vào của gia đình sẽ là khu vực sân vườn, thưa quý vị. Và theo như thông tin mà anh Hùng có chia sẻ với đội ngũ truyền thông
thông của Nhịp đập Guitar thì quỹ đất xây dựng của gia đình rộng hơn 1.000 m², thưa quý vị, một khoảng diện tích rất là rộng để giúp cho gia đình có thể thiết kế khu vực nhà chính, khu vực công năng và có một khoảng sân vườn là nơi vui chơi cũng như là trồng trang trí rất là nhiều tiểu cảnh cây xanh. Thưa quý vị, khi về với công trình của gia đình thì ông Phương cũng như đội ngũ truyền thông của Nhịp đập Guitar cảm thấy vô cùng bất ngờ và ấn tượng, bởi vì là mẫu công trình sau khi được hoàn thiện thì đẹp hơn rất nhiều lần so với bản 3D thiết kế. Thưa quý vị, có thể quan sát cũng như là theo dõi công trình nhà của gia đình qua phối cảnh flycam mà đội ngũ truyền thông đã ghi hình lại, thì quý vị cũng có thể nhận thấy rằng công trình nhà vườn mái Nhật của gia đình hiện lên vô cùng nổi bật, và nổi bật ngay tại nơi mà gia đình sinh sống. Với một khoảng diện tích hơn 1.000 m² thì gia đình dành ra một khoảng diện tích vừa đủ là 110 m² để xây dựng khu vực công năng nhà chính. Còn lại thì diện tích còn lại của gia đình xung quanh sẽ là nơi để gia đình trang trí các tiểu cảnh cây xanh, cũng chính là không gian vui chơi dành cho các bạn nhỏ của gia đình. Và tại khu vực này thì quý vị có thể thấy là gia đình cũng đã bố trí một sân cỏ nhân tạo. Vâng ạ, và nơi đây thì theo như gia đình có bật mí đó là không gian vui chơi cho các bạn nhỏ trong gia đình cũng như là các bạn nhỏ hàng xóm xung quanh sẽ đến đây giao lưu vào mỗi dịp cuối tuần. Và khu vực bên này thì gia đình trong tương lai cũng sẽ quy hoạch lại và trồng trang trí những cái tiểu cảnh cây xanh để giúp cho không gian sống, khu vực ngoại thất của gia đình trở nên trong lành cũng như là khoáng đạt hơn. Dẫn vào khu vực nhà chính của công trình thì cũng sẽ là một lối đi nhỏ. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển gần hơn tới khu vực nhà chính để quý vị cũng như là Hồng Phương có thể chiêm ngưỡng rõ hơn về những đường nét thiết kế mà các kiến trúc sư của Guitar Home đã mang tới dành cho gia đình. Như quý vị có thể quan sát, tức là công trình của gia đình hiện lên với đường lối thiết kế vô cùng trang nhã, sang trọng, mang phong cách kiến trúc hiện đại. Tông màu mà các kiến trúc sư của Guitar Home sử dụng chủ yếu tại đây đó là màu trắng sứ của sơn tường, và điểm nổi bật đó là hệ thống mái Nhật Fuji màu xanh ở phía trên. Thưa quý vị, nhà vườn mái Nhật đang dần trở thành xu hướng thiết kế mới cũng như là mẫu nhà quốc dân được rất nhiều hộ gia đình tin tưởng và xây dựng, đặc biệt là trong năm 2022. Về thẩm mỹ thì nhà vườn mái Nhật sẽ giúp cho công trình trở nên cao ráo cũng như là thanh thoát hơn, và về công năng sử dụng thì nhà mái Nhật sẽ giúp cho ngôi nhà được chống nóng và chống giọt nước mưa tốt. Bên cạnh đó thì có yếu tố phong thủy là sẽ giúp cho vận khí trong gia đình được luân chuyển, mang về tài lộc cho gia chủ. Quý vị thân mến, với thiết kế công năng với quỹ diện tích là 110 m² thì công trình của gia đình được xây dựng với hai mặt tiền. Một khu vực sảnh phụ của gia đình tại khu vực mà chúng tôi đang đứng thì sẽ quay về hướng đông, và hướng chính của gia đình, sảnh chính ở phía bên khu vực kia lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau giới thiệu chi tiết thì sẽ quay về hướng nam, thưa quý vị. Và tại khu vực xung quanh của căn nhà gia đình thì cũng được các kiến trúc sư thiết kế hệ thống các bồn hoa, và trong tương lai thì nơi đây cũng sẽ là nơi để gia đình trồng cũng như là trang trí rất là nhiều cây xanh cũng như là cây hoa để khiến cho bức tranh ngoại thất của gia đình trở nên sang trọng cũng như là cuốn hút hơn. Và tại khu vực bốn góc chân tường của công trình này thì cũng được thiết kế và sử dụng là gạch trang trí. Ngoài chức năng là trang trí ra thì nó còn giúp cho công trình của gia đình được bảo vệ khỏi những tác động của thời tiết nắng mưa bão gió, đặc biệt là giúp cho tuổi thọ của công trình được kéo dài hơn. Và có một đặc điểm nữa mà chúng ta muốn giới thiệu cho quý vị, như quý vị có thể quan sát là toàn bộ hệ thống cửa sổ của gia đình. Thưa quý vị, từ tầng 1 lên trên tầng 2 thì các kiến trúc sư đều gợi ý dành cho gia đình đó là sử dụng hệ thống cửa kính, cửa nhôm sinh pha với chức năng đó là tản nhiệt cũng như là chống nóng tốt. Và với hệ thống cửa kính này thì chắc chắn rồi, gia đình sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí trong quá trình mà sử dụng điện năng. Bên cạnh đó thì sẽ giúp cho không gian của các phòng trong căn nhà sẽ được thông cũng như là thoáng. Và quý vị có thể quan sát thêm tại vị trí của các diềm mái từ khu vực tầng 1 lên trên tầng 2 thì chúng tôi cũng đã sử dụng hệ thống đèn downlight. Vâng, với hệ thống đèn này thì vào buổi tối công trình của gia đình nhà anh
hùng tại Ứng Hòa sẽ được trở nên lung linh hơn và tô lên những đường nét thiết kế của các kiến trúc sư và chiếm trọn tình cảm của chủ đầu tư cũng như là thu hút ánh nhìn của tất cả những người dân khi đi ngang qua công trình này. Bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển tới khu vực sảnh chính của công trình và cùng nhau tiến vào bên trong để khám phá những thiết kế nội thất cũng như là khu vực phân chia công năng mà các kiến trúc sư của Kita Home đã mang tới dành cho gia đình. Xin mời quý vị. Với diện tích là 110m² thì tại khu vực tầng 1 của gia đình được phân chia ra thành các khu vực công năng. Đầu tiên thì gia đình sẽ có một phòng khách rộng lớn với hơn 29m², kế cạnh với phòng khách sẽ là khu vực phòng ngủ 1. Bên cạnh đó thì sẽ có thêm một phòng bếp dẫn ra khu vực khoảng sân nước của gia đình. Hiện tại thì Hồ Phương cũng như là đội ngũ truyền thông của Kita Home đang có mặt tại không gian phòng khách của gia đình. Quý vị sẽ cùng với chúng tôi sẽ điểm qua một vài những thiết kế nội thất mà các kiến trúc sư của Kita Home đã mang tới dành cho gia đình. Đầu tiên thì tại phòng khách gia đình sẽ có được một không gian để bố trí một bộ bàn ghế uống nước sang trọng, là nơi để gia đình với người thân có thể quây quần bên nhau, hoặc là nơi để gia đình đón tiếp bạn bè cũng như là người thân. Đối diện với khu vực bàn uống nước này thì sẽ là một kệ tivi, một kệ tivi được trang trí rất là hoành tráng thưa quý vị. Tại khu vực các mảng tường như quý vị có thể quan sát thì các kiến trúc sư cũng đã thiết kế cho gia đình đó là sử dụng nhựa trang trí và cách vách ngỗ để khiến cho không gian không tránh những khối phẳng nhàm chán. Thưa quý vị, tại khu vực trần của khu vực phòng khách này, quý vị có thể quan sát thì chúng tôi cũng đã gợi ý dành cho gia đình sử dụng hệ thống trần thạch cao, giật cấp và sử dụng đèn downlight, đèn âm trần ạ. Với tác dụng của đèn downlight, đèn âm trần thì sẽ giúp cho không gian của trong phòng khách ánh sáng sẽ được chan hòa và không gian phòng khách sẽ trở nên sang trọng cũng như là cuốn hút hơn. Và giải pháp ánh sáng mà các kiến trúc sư của Kita Home đã mang tới cho gia đình tại khu vực phòng khách này, quý vị có thể quan sát là ngoài khu vực cửa chính ra vào ra thì gia đình có thêm hai ô cửa sổ tại khu vực phía bên này và đều được sử dụng bằng kính cửa nhôm sinh pha. Và gia đình cũng đã lựa chọn loại rèm trang trí là rèm cầu vồng để ngoài trang trí ra thì có tác dụng thêm là che chắn. Quý vị thân mến, ngăn cách giữa khu vực phòng khách với phòng bếp của gia đình sẽ là một vách ngăn bằng gỗ tự nhiên nguyên khối luôn ạ. Vâng, và gia đình của anh Hùng thì cũng đã rất là đầu tư trong quá trình mà thiết kế cũng như là thi công nội thất. Hiện tại thì chúng ta đang có mặt tại không gian phòng bếp của gia đình, nơi mà gia đình sẽ thưởng thức rất là nhiều bữa cơm đầm ấm cùng với nhau. Phòng bếp của gia đình thì có một diện tích tương đối rộng và thông thoáng. Tại khu vực này thì cũng được thiết kế đồng bộ với khu vực phòng khách ở phía bên ngoài, đều được sử dụng bằng trần thạch cao giật cấp và sử dụng đèn downlight, đèn âm trần ạ. Thưa quý vị, khu vực này sẽ là khu vực để cho các thành viên trong gia đình có thể nấu nướng cùng với nhau. Sẽ có khu vực bếp này, các hệ tủ trên, hệ tủ dưới, tủ lạnh ở phía bên kia, và gia đình sẽ có thêm một khu vực bàn ăn có thể chứa từ 6 đến 8 người, đủ cho một gia đình lớn có thể quây quần những bữa cơm cùng với nhau. Và giải pháp thiết kế mà các kiến trúc sư mang tới cho gia đình ạ, khu vực phòng bếp của gia đình thì sẽ được tinh tế khi đặt cạnh với khu vực cửa phụ dẫn ra khoảng thềm phía trước, phía bên hông của căn nhà. Điều này thì sẽ giúp cho gia đình có thể thuận tiện trong quá trình mà gia đình giao thông. Bên cạnh đó thì có một thông tin nữa mà chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị, là theo nhu cầu của gia đình thì gia đình muốn thiết kế một khu vực sân ướt, cho nên là khu vực phòng bếp này thì cũng sẽ dẫn ra khu vực khoảng sân ướt phía sau. Và vào những dịp mà gia đình có cỗ, đặc biệt là có cỗ, vâng, thì nơi đây sẽ là nơi để gia đình có thể thuận tiện trong quá trình di chuyển cũng như là bếp núc nấu nướng. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển đến khu vực phòng ngủ đầu tiên của gia đình và cũng là phòng ngủ duy nhất tại khu vực tầng 1. Giới thiệu với quý vị, đây là phòng ngủ đầu tiên cũng là phòng ngủ duy nhất của gia đình tại khu vực tầng 1. Chúng ta sẽ cùng bật điện lên để cùng nhau quan sát kỹ hơn. Về diện tích của phòng ngủ này thì sẽ là 17m², một diện tích khá là vừa vặn và thoải mái để giúp cho gia đình có thể bố trí đầy đủ các tiện ích. Đầu tiên thì gia đình sẽ có một chiếc giường ngủ
và có một kệ tủ tích hợp với các ngăn để giúp cho gia đình có thể đựng cũng như là trang trí các đồ dùng của mình. Thưa quý vị, kế cạnh với khu vực giường ngủ của gia đình thì sẽ là hai ô cửa sổ nhỏ giải pháp ánh sáng mà Kita Home đã mang tới dành cho gia đình, và gia đình vẫn lựa chọn sử dụng rèm cầu vồng để trang trí và che chắn rất là đồng bộ với khu vực phòng khách. Bên cạnh đó thì tại khu vực phía bên ngoài này thì cũng có thêm một ô cửa sổ lớn nữa để giúp cho gia đình có thể tiết kiệm được điện năng vào những ngày mà trời mát. Thưa quý vị, về thiết kế trần của khu vực phòng ngủ này thì cũng được đồng bộ với khu vực phòng khách cũng như là phòng bếp. Có thể thấy là gia đình rất là đầu tư chăm chút cho từng không gian phòng ốc của gia đình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển lên khu vực tầng 2 để cùng nhau khám phá những thiết kế nội thất cũng như là khu vực phân chia công năng tại khu vực tầng 2 của gia đình. Xin mời quý vị. Thưa quý vị, khi đến tham quan công trình nhà máy nhật 2 tầng của gia đình nhà anh Hùng thì Hồng Phúc cũng như đội ngũ truyền thông sẽ có một cảm xúc chung, đó là công trình của gia đình rất là thông và thoáng, và ở bất kỳ khu vực nào của gia đình thì cũng đều tận hưởng được ánh sáng cũng như là lượng gió tự nhiên từ bên ngoài vào. Thưa quý vị, hiện tại thì chúng tôi đang có mặt tại khu vực tầng 2 của gia đình, và theo như thiết kế ban đầu của các kiến trúc sư Kita Home thì tầng 2 của gia đình sẽ là nơi bố trí 3 phòng ngủ, một phòng vệ sinh cũng như là một khu vực phòng sinh hoạt chung của gia đình. Tuy nhiên trong quá trình mà gia đình thi công thì gia đình đã có một vài những thay đổi nhỏ. Hiện tại thì khu vực phòng sinh hoạt chung của gia đình sẽ được thay đổi là khu vực phòng thờ của gia đình, thưa quý vị. Như quý vị có thể thấy là khu vực phòng thờ của gia đình được anh Hùng cũng như là các người thân trong gia đình được thiết kế cũng như là bài trí rất là tôn nghiêm cũng như là trang trọng. Điều này thì được sự thành kính của gia chủ đối với tổ tiên. Quý vị thân mến, nối tiếp không gian phòng thờ rộng lớn của gia đình thì chúng ta sẽ có mặt tại khu vực phòng ngủ đầu tiên và cũng chính là phòng ngủ thứ hai của gia đình mà chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu. Xin mời quý vị. Thưa quý vị, phòng ngủ thứ hai này thì sẽ có một diện tích cũng tương đối đủ rộng, đồng trục với khu vực phòng ngủ 1 mà chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu tại khu vực tầng 1. Thưa quý vị, đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thiết kế lấy sáng cũng như điều hòa không khí tại khu vực phòng ngủ này. Vẫn là thiết kế với 3 ô cửa, hai ô cửa tại khu vực tháp đầu giường ạ, và một ô cửa sổ lớn tại đây để giúp cho gia đình đón được một lượng ánh sáng cũng như là lượng không khí từ bên ngoài vào điều hòa vào bên trong. Quý vị thân mến, có một đặc điểm là khu vực phòng ngủ này ạ sẽ có view cửa sổ hướng ra khu vực ao ở phía đằng sau ạ, một không gian rất là trong lành cũng như là khoáng đạt. Bên cạnh đó thì về thiết kế nội thất của khu vực phòng ngủ này thì không có quá nhiều điểm đặc biệt. Đầu tiên thì gia đình vẫn có một chiếc giường ngủ đủ rộng rãi thoải mái dành cho các bạn nhỏ của gia đình. Bên cạnh đó thì ở khu vực bên này thì thoạt nhìn đầu tiên Hồng Phương cứ tưởng là khu vực phòng ngủ này sẽ là phòng ngủ của các bạn nhỏ trong gia đình ạ. Tuy nhiên khi mà di chuyển xuống các ngăn sách ở phía dưới thì có rất là nhiều các sách liên quan đến văn học, hiện thực cũng như là trào phúng, và theo như thông tin ban đầu gia đình có chia sẻ thì anh Hùng, giám đốc Hùng của chúng ta là một người rất là đam mê văn học, thưa quý vị. Và đây là phòng ngủ của anh cũng như là phòng làm việc của anh ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển sang khu vực phòng ngủ thứ 3 của gia đình tại tầng 2. Xin mời quý vị. Bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng di chuyển vào bên trong phòng ngủ thứ 3 của gia đình. Và không biết là chủ nhân của phòng ngủ này sẽ là ai đây ạ? Dạ vâng ạ, ta giới thiệu với tất cả mọi người, đây chính là chủ nhân của căn phòng này. Phòng ngủ này sẽ là phòng ngủ dành cho cô con gái rượu của gia đình, chị cả của gia đình luôn ạ. Vâng ạ, không biết là sau khi mà chuyển về nhà mới thì em cũng như là các bạn nhỏ trong gia đình có cảm thấy vui và hạnh phúc không? Em cảm thấy rất là vui, và các em của em cũng thế. Vâng, rất là vui khi từ nay là mình sẽ được sống trong một căn nhà rất là khang trang, và mình sẽ có một khu vực phòng ngủ rất là rộng rãi, đúng không? Tại đây thì chị thấy là mình cũng đã bố trí một góc học tập rất là xinh, đúng không? Rất là xinh, có đầy đủ từ ghế này, từ bàn này, rồi các ngăn tủ ở phía trên được thiết kế rất là khoa học. Bên cạnh đó thì sẽ có một ngăn tủ đựng quần áo để giúp cho các bạn nhỏ có thể đựng trang phục của mình. Ở phía trên thì cũng có một vài những ô tủ nhỏ nữa. Và khu vực phòng ngủ của gia đình như quý vị có thể quan sát, đó là phòng ngủ tại đây được thiết kế rất là thông cũng như là thoáng, đúng không? Chắc là ban ngày thì mình cũng sẽ là hạn chế bật điện, đúng không? Để tiết kiệm năng lượng dành cho gia đình. Và quý vị có thể quan sát, đó là tại đây thì cũng được bố trí một ô cửa sổ
nhỏ. Và phía khu vực đối diện nơi tôi đang đứng thì sẽ có một hệ thống cửa kính với rất là nhiều cánh để giúp cho không khí trong phòng ngủ luôn được thông cũng như là thoáng. Và bạn nhỏ ơi, thì em có thích phòng ngủ này không? Rất là thích đúng không? Và chúc bạn nhỏ sẽ thật chăm học để sau này đền đáp bố mẹ nhá. Vâng. Và có một em gái thứ hai của em cũng ở đây. Tức là phòng ngủ này thì sẽ là có hai chị em ở cùng nhau đúng không? Hai chị em ở cùng nhau trong một căn phòng rất là rộng như thế này, rất là thích đúng không quý vị? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển tiếp tục đến khu vực công năng tiếp theo của gia đình. Thưa quý vị, kế cạnh với khu vực phòng ngủ 3 của gia đình trong thiết kế thì sẽ là phòng ngủ 4 thưa quý vị. Tuy nhiên thì trong quá trình mà gia đình sử dụng thì anh Hùng cũng như là người thân trong gia đình của mình đã thống nhất thay đổi khu vực phòng ngủ này thành khu vực để cho gia đình tập luyện thể thao, rèn luyện sức khỏe của mình. Và quý vị cũng có thể thấy là gia đình cũng đã là trang bị rất là nhiều các hệ thống máy móc để bổ trợ cho các bài tập của mình. Và khu vực phòng ngủ này thì có diện tích nhỏ nhất, khiêm tốn nhất dành cho gia đình, và từ đây đã biến thành khu vực phòng tập của gia đình rồi. Và kế cạnh với khu vực phòng tập thể thao cũng như là phòng ngủ thứ ba của gia đình thì sẽ là khu vực phòng vệ sinh chung của gia đình. Thưa quý vị, phòng vệ sinh chung của gia đình thì được thiết kế với một diện tích tương đối rộng thưa quý vị. Và khi mà Hồng Phương bước vào đây thì Hồng Phương cũng như là đội ngũ truyền thông cảm thấy rất là ấn tượng. Đầu tiên là về tông màu gạch trang trí mà gia đình sử dụng nhìn rất là sang trọng cũng như là sạch sẽ. Bên cạnh đó thì khu vực lavabo rửa tay thì có sử dụng một chiếc gương soi có tích hợp với đèn led đổi màu vô cùng sang trọng. Gia đình cũng có thêm khu vực toilet này, rồi vòi xịt hoa sen và chắc là hệ thống nóng lạnh được tích hợp âm trần thưa quý vị. Và tại khu vực tầng 1 vừa nãy thì chúng tôi quên giới thiệu cho quý vị thì cũng có nhà vệ sinh chung để giúp cho gia đình cũng như là các thành viên khác trong gia đình có thể thuận tiện trong quá trình sử dụng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển sang khu vực khoảng ban công sân thượng của gia đình để cùng nhau quan sát cũng như làm chiêm ngưỡng kỹ hơn. Xin mời quý vị. Với những ngôi nhà được thiết kế theo phong cách nhà vườn mái Nhật 2 tầng thì tại vị trí tầng 2 của gia đình sẽ thường có một khoảng view, một khoảng ban công để giúp cho các thành viên trong gia đình sẽ có thêm một không gian thư giãn cũng như là sinh hoạt chung với nhau. Và tại vị trí này thì gia đình hoàn toàn có thể bố trí một khu vực bàn trà nhỏ nhỏ là nơi để gia đình nhâm nhi những tách trà hoặc là những tách cà phê, quây quần trò chuyện với nhau vào những buổi chiều. Thưa quý vị, tại khu vực mái ở phía trên thì các kiến trúc sư cũng đã sử dụng hệ thống lam bê tông và có sử dụng hệ thống mái che bằng nhựa thưa quý vị để giúp cho khu vực ban công được che chắn cũng như là bảo vệ. Và quý vị thân mến, đứng tại vị trí này thì những người làm truyền thông của Nhiệt Đới Kita cảm thấy rất là dễ chịu bởi vì là không gian của gia đình vô cùng khoáng đạt. Xung quanh công viên của công trình được tiếp giáp với rất nhiều các khu vực đầm cũng như là ao, tạo nên một khoảng không khí rất là trong lành cũng như là bắt mắt. Thưa quý vị, và đây cũng chính là điểm đến cuối cùng trong hành trình review khám phá công trình nhà mái Nhật 2 tầng của gia đình nhà anh Hùng tại Ứng Hòa, Hà Nội. Thưa quý vị, và nếu như quý vị yêu thích mẫu công trình nhà mái Nhật 2 tầng giống như gia đình nhà anh Hùng thì quý vị chỉ cần nhấc máy lên và gọi điện thoại đến với chúng tôi qua những số thông tin hotline đang được hiển thị ngay trên màn hình, hoặc để lại thông tin của mình ở phía dưới comment để được tư vấn cũng như là hỗ trợ miễn phí. Thưa quý vị, hợp tác với Nhiệt Đới Kita thì quý vị sẽ sở hữu ngay cho mình bộ hồ sơ bao gồm kết cấu, kiến trúc, điện nước và dự toán. Và clip của chúng tôi cũng đã hết rồi. Xin chào cũng như là hẹn gặp lại quý vị sẽ đến với các chuyên mục review tiếp theo của Kita Home.